dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron. Bình Thuận cảnh báo lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép đất hai bên đường đẹp nhất tỉnh. Bạn trẻ đua nhau check-in ở siêu cống ngăn mặn Kiên Giang. Xử lý nhiều dịch vụ ăn uống lén lút mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm. Câu chuyện độc đáo, tự tay làm khung tranh lưu giữ ký ức nhân dịp Giáng sinh. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là các quy định về hàng không, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cửa khẩu hàng không, hàng hải thực hiện nghiêm quy định về kiểm dịch y tế quốc tế, đặc biệt yêu cầu hành khách chuyến bay quốc tế phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, tổ chức cách ly kiểm dịch, xét nghiệm kiểm tra COVID-19 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt, đối với các chuyến bay, chuyến tàu xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron sẽ bắt buộc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này, không cho phép cách ly tại nhà, bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó. Thêm một thông tin khác, thưa quý vị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Thuận cho biết vừa cắm bản để cảnh báo việc lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép quỹ đất dọc hai bên đường Võ Nguyên Giáp thuộc thành phố Phan Thiết. Theo đó, trong phạm vi từ đường Võ Nguyên Giáp vào sâu 350m, thuộc quỹ đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thu hồi để thực hiện các dự án và sử dụng mục đích khác. Thời gian qua, địa phương phát hiện nhiều trường hợp lấn chiếm, mua bán trái phép bằng giấy tay, gây mất trật tự trị an. Chính vì vậy, nay địa phương tiếp tục cảnh báo đến người dân cùng biết về những hành vi nghiêm cấm này. Các hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình, mua bán trái phép nằm trong phạm vi quỹ đất hai bên đường sẽ bị xử lý theo quy định. Đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài khoảng 16,2 km. Điểm đầu tại phường Phú Hài và điểm cuối tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Đây là con đường hiện đại, vị trí đắc địa nhất của tỉnh. Hai bên đường có nhiều dự án lớn đang xây dựng. Chạy trên con đường này, mọi người sẽ nhìn thấy rõ bãi biển và các trung tâm du lịch của địa phương. Thời gian gần đây, tại cống Cái Lớn Cái Bé Ngăn Mặn, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có đông đảo bạn trẻ đến vãn cảnh, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên siêu công trình ngăn mặn trữ ngọt ngàn tỷ. Siêu công trình thủy lợi ngăn mặn trữ ngọt này không chỉ giúp cho bà con ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu phát triển kinh tế nông nghiệp, mà hiện đây còn là điểm check-in lý tưởng, hấp dẫn đông đảo bạn trẻ gần xa đến vãn cảnh, chụp ảnh. Cái địa điểm mà em biết á, là khi mà em lướt TikTok á, có quá nhiều bạn review ở đây và em thấy là chỗ quá trời đẹp. Bắt đầu em phải chạy lên đây coi thiệt, coi chính mắt mình coi nó có đẹp không, mà thật sự là đi lên tới đây thì nó đẹp thiệt. Từ Gò Quao xuống đây là mất hơn một tiếng để đến đây chế in, thì em lúc công trình chưa hòa hình thì em nghe nói đây là dự án lớn nhất cống nước mặn lớn nhất Đông Nam Á, tới đây chứng kiến tận mắt thì nó rất là hoành tráng. Siêu công trình thủy lợi cống Cái Lớn Cái Bé ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cơ bản đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Công trình có vốn đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, có 11 cửa van, mỗi cửa van có chiều dài 40m, cao 9m và nặng khoảng 203 tấn. Trước sự hùng vĩ to lớn của cống nên hầu hết vào các buổi sáng và buổi chiều các ngày trong tuần, nơi đây đã trở thành điểm lý tưởng để check-in, hấp dẫn mọi người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm. Người đàn ông điều khiển xe máy tông thẳng vào hông đuôi xe tải đang lùi từ một vựa phế liệu bên đường ra đường, chui thẳng vào gầm khiến người này bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 14 tháng 12 trên đường DT759, đoạn qua ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, Đinh Văn Điềm, 44 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, điều khiển xe máy hướng từ huyện Bù Đốp đi tỉnh Tây Ninh. Đến đoạn ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, bất ngờ tông vào hông đuôi xe tải đang lùi từ một vựa buôn bán phế liệu ra đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy và người đàn ông bị chui thẳng vào gầm xe tải. Người đàn ông nằm bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng 15 tháng 12 năm 2021, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2022. Trong bối cảnh các loại tội phạm, nhất là cướp giật, trộm cắp có dấu hiệu gia tăng dịp lễ Tết cuối năm. Trong đợt cao điểm này, các phòng nghiệp vụ Công an quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai tổng thể biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng liên quan đến an ninh trật tự để triển khai các biện pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm đánh bạc. Ngoài ra tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở này. Khi tuần tra, lực lượng chức năng phường Tân Phú phát hiện nhiều quán cà phê, quán ăn trên địa bàn cố tình mở cửa phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 chủ quán, gồm 1 quán ăn sáng và 2 quán cà phê bán nước tại chỗ về hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, mở cửa quán ăn uống tại chỗ khi dịch vụ này hiện vẫn đang bị đề nghị ngừng hoạt động, chỉ cho bán mang về. Ngoài ra, lực lượng còn lập biên bản một số khách về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định. Nhân dịp Giáng sinh sắp đến, nhiều bạn trẻ đã đăng ký tham gia các buổi workshop để có thể tự tay làm những món quà dành tặng người thân yêu. Trong số đó, có một buổi workshop vô cùng đặc biệt vì khi đến đây, mọi người có thể tự tay làm nên bức tranh ký ức độc nhất vô nhị từ những tấm ảnh và hoa lá khô. Mời quý vị khán giả hãy cùng đến với buổi workshop ấy ngay sau đây. Vốn là sinh viên mới ra trường, mong muốn tạo ra những sản phẩm vừa có thể trang trí, vừa mang tính kỷ niệm. Một nhóm bạn trẻ đã mạnh dạn học tập và đầu tư vào các sản phẩm handmade, tổ chức những buổi workshop để chia sẻ cách làm cho những ai yêu thích sản phẩm handmade. Sau một cái thời gian cái sản phẩm này phát triển thì mình cảm thấy là có nhiều người họ cũng có nhu cầu làm những cái sản phẩm này để gửi cho bạn bè và những người thân yêu. Về những cái sản phẩm handmade mà tự tay họ làm tặng cho những cái người thân yêu thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Vì vậy nên là tụi mình mới quyết định mở ra những cái buổi workshop như thế này để mọi người có thể tới trải nghiệm. Mỗi buổi workshop kéo dài hơn 2 tiếng, người tham gia sẽ gửi trước hình ảnh để ban tổ chức in ra và sau đó sẽ dùng hình ảnh và hoa lá khô cùng với một số giấy dán để tự tay trang trí. Một vài bạn ấy, thì có những cái kỷ niệm tốt đẹp với gia đình cũng như là có những cái kỷ niệm mà mấy bạn muốn lưu giữ. Thì mình in ra một cái tờ giấy thì nó rất là bình thường. Thì mình tự tay mình làm lên những cái sản phẩm thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Thứ nhất, thứ hai là mang theo một cái style riêng của mỗi người. Thứ ba là có thể mình nhìn vào đó để mình có được cái nguồn cảm hứng về tương lai hay là một cái động lực nào đó về tương lai. Mình thì rất là thích hoa nhưng mà mình thì cũng rất là tiếc hoa khi mà hoa hư. Mà nếu mà hoa khô vẫn còn màu sắc rất là đẹp thì mình thấy cái điều đấy nó rất là ý nghĩa. Nó cũng giống như là lưu lại một cái khoảnh khắc đẹp nhất của hoa. Nên là mình muốn cái điều đấy, những cái bức hình là những kỷ niệm với cả hoa kết hợp lại thì mình nghĩ rằng đấy là những cái điều đẹp nhất mà mình dành tặng được cho người thân yêu. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc thế này. Tôi cảm thấy rất thú vị bởi vì tôi thích nghệ thuật. Đến đây, tôi có thể lựa chọn những hoa lá, màu sắc mình thích và tự tay trang trí chúng. Đây là một trải nghiệm thú vị. Hôm nay, tôi làm một khung tranh và đây là quà Giáng sinh cho bạn trai tôi.
Không chỉ tự tay làm khung tranh, những người tham gia workshop còn được tự tay đóng gói sản phẩm và viết lời chúc để gửi tặng đến những người thân yêu nhân dịp Giáng sinh. Sau một cái khoảng thời gian dài làm việc và phải kết nối với nhau qua mạng internet quá nhiều thì mình muốn tạo ra những cái buổi workshop để có thể kết nối của những con người với nhau, thì họ sẽ tạm thời bỏ quên những cái thiết bị điện tử, những cái điện thoại di động, mà họ sẽ trò chuyện trực tiếp với nhau, họ sẽ làm những cái sản phẩm và lúc nào họ cũng sẽ nghĩ tới việc là cái sản phẩm này sẽ làm tặng cho người thân yêu của mình. Những món quà handmade độc nhất vô nhị không chỉ thể hiện chất riêng mà còn gói gắm tâm tư, tình cảm của người làm ra chúng, gửi đến những người thân quý nhân dịp Giáng sinh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!